con rồi bế bé lên, bế bé lên này rồi con. Rồi anh 45 bỏ xuống thì lên đây ngồi sẵn đây. Thế anh chị em hôm nay Chúa lại đưa đến cho chúng ta một nhân vật rất đặc biệt. Con, anh chị em nhìn, con tên là gì? Con tên là Anna John King. Con tên là gì nói lại? Con tên là Anna John King. Anna Châu Anh Thi. Hôm nay Châu Anh Thi mấy tuổi? Hôm nay con 10 tuổi. Hôm nay nó 10 tuổi. Xin lỗi người ta. Hôm nay con 10 tuổi, con lên xem nó đang là đứng trên cái ghế, con nặng mấy ký? Con nặng 8,5 kg. 8,5 kg, con cao mấy mét? Con cao được 8 mét. 8 cm xíu ở 8 tấc hả? Tấc chứ phải 8 phân, 8 tấc. Rồi. À, chị chia sẻ cho đứa bé như thế nào? Dạ con cũng xin cha là trồng cho anh thân này là nhờ ơn đức mẹ Tà Dông á, nhờ hồi đó mới sanh ra và bác sĩ chạy rồi cho nên con mới cắt tóc của cho bé, con gỡ chứ chân đức mẹ là 3 lần cho nên nó hở bác sĩ nói về là giờ chuẩn bị tâm lý đi rồi, mà nếu mà cháu á, sống thì nuôi mà chết á, thì phải chôn thôi. Bác sĩ nói vậy cho nên nó hả con cắt tóc, bây giờ cháu sống đến đây là cháu 10 tuổi rồi. Cho nên nó con cũng nhờ lòng ơn sức Chúa với lời đức mẹ cho nên cháu mới sống tới ngày hôm nay. Con học lớp mấy? Con học trường mầm non. Con học trường mầm non, con có biết hát bài hát về đức mẹ hay Chúa không? Dạ không. Ừ, có biết đọc kinh không? Dạ biết. Đọc kinh gì? Dạ cha. Ừ, kinh đại cha, đại cha. Nhà cha chúng con ở trên trời, chúng con bị nhân cha cải xá, với cha trị giới, với cha hạ hiện, dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lên được hàng này, và tha lệ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có tội chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước đám rửa, như cứ chúng con cho họ sự giữ. Amen. Đây bé 10 tuổi, 8 tấc và nặng 8,5 kg. Rồi, cho tặng cho bé cái máy con nha. Cho bé Thi, cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, dễ thương không? Giống như búp bê, dễ thương không? Rồi, chúc cho con nha. Rồi, mời con.